khi các cổ động viên Đông Á Thanh Hóa đang ăn mừng thì cổ động viên của Maryland Quy Nhơn Bình Định đã ra về. Lúc này thì tỷ số đã là 3-0. Vâng, trong khi các cổ động viên đang ra về thì Maryland Quy Nhơn Bình Định bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bây giờ mới là phút 65 thôi. Liệu sẽ có cuộc lội ngược dòng hay không? Hello Vlog và Đức Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình đang có mặt tại sân Quy Nhơn để tác nghiệp cuộc đối đầu giữa hai đội, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Sẽ là một cuộc so tài hay, hấp dẫn và thú vị. Mình sẽ đứng ở khu vực cầu môn, nơi mà thủ môn Đặng Văn Lâm chấn giữ, để xem màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm ở trận đấu ngày hôm nay sẽ là như thế nào. Nhất là trong khoảng thời gian vừa qua, sau khi Philip Nguyễn được thông báo chính thức nhập tịch, cuộc cạnh tranh trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam thời gian tới đây sẽ rất căng thẳng, rất hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ là công bằng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là người thuyết phục được huấn luyện viên Philip Jussier trao cơ hội thi đấu chính thức ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Phía sau lưng mình, Đặng Văn Lâm đang chuẩn bị thể hiện. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Một sai lầm không thể tin nổi của Đặng Văn Lâm. Điều gì đã xảy ra cho Văn Lâm? Vâng, ngồi ở khoảng cách rất là gần chỗ của Đặng Văn Lâm nên là mình chứng kiến cái bàn thua của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định theo một cái cảm nhận rất là rõ. Đó là sự bối rối của Văn Lâm trong cái tình huống mà trái bóng tưởng chừng rất đơn giản, và một phần sự chủ quan đã khiến cho Đặng Văn Lâm phải trả giá rất là đắt. Và sau đó nó đã tạo ra một cái chuỗi các cái pha xử lý bóng bằng chân không tốt của Đặng Văn Lâm trong các cái thời điểm tiếp theo. Và khán giả xem qua truyền hình thì cũng có thể cảm nhận rất rõ sự bối rối này. Đây sẽ là điều khiến cho Văn Lâm mất điểm nếu so với Philip Nguyễn ở khả năng chơi chân của bạn ấy. Thì cổ động viên của Maryland Quy Nhơn Bình Định đã ra về. Lúc này thì tỷ số đã là 3-0. Vâng, trong khi các cổ động viên đang ra về thì Maryland Quy Nhơn Bình Định bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Như vậy là cổ bàn áo số 72 của đội Maryland
bây giờ mới là phút 65 thôi, liệu sẽ có cuộc lội ngược dòng hay không? Đức Chinh được tung vào sân ở cuối hiệp 2 nhưng không thể giúp cho Maryland Quy Nhơn Bình Định gỡ hòa được. Có lẽ lúc nãy các cổ động viên của Bình Định bức xúc vì Rimario. Huấn luyện viên Veliza Popov, ông đang vào để chuẩn bị trả lời phỏng vấn. Như vậy là ông ấy cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Có lẽ là do là có thể là một cái thành viên nào đó ở bên luyện đã nói một cái điều gì đó không hay để tiếp nhận cái giây cuối cùng lúc mà Zimario vào phòng, thì điều đó là ảnh hưởng đến cái phản ứng của bạn và ông ấy không muốn nói chuyện đó nhiều. The fault is the referee because you see from the stance. Và cái thứ hai này là cái hành động đội tuyển trận đấu này. Trận đấu ngày hôm nay thì trọng tài với ông cá nhân của ông ấy cũng có lỗi một phần ở trong đó, và các bạn có thể xem lại phản ứng của trọng tài, phản ứng của người hâm mộ để ném những cái chai nước này xuống, và ông cần phải xem lại những cái tình huống ở trong sân. Bởi vì là những cái tình huống mà để cho ảnh hưởng đến mà khán giả ném, kích động ném những cái chai nước này mà không may mà vào đập thì cũng có thể là gây ra một cái chấn thương nghiêm trọng cho cái người mà không may dính phải cái chai nước đó. For what? Và không may gặp phải chấn thương chỉ vì chẳng vì lý do gì là một cái không đáng có. This is just one football game. It's not a war. Đây là trận đấu bóng đá chứ không phải là một cái sự chiến tranh gì mà. I prefer to talk about the game and not about the things out of the game. Đấy, tất cả mọi cái đều đi theo trong trận đấu thôi chứ không ngoại này để ý cái vấn đề ở ngoài. Happened is that 2-3-0 we just smashed them. We dominate totally the game. We deserve to score 6-7 goals. Chúng ta cho cái trận đấu cả, chúng ta không phải là chỉ xứng đáng để có 3 bàn, chúng ta có thể nhiều bàn hơn nữa, 6 bàn thắng và chúng ta có thể giải quyết được cái trận đấu đó, trận đấu này. We miss so many chances, but Valam also saved so many good chances. Chúng ta đã có rất nhiều cái tình huống để ghi bàn trận đấu này, nhưng mà cũng đồng thời về Văn Lâm bạn ấy rất tốt và bạn ấy đã chặn rất nhiều cái tình huống mà chúng ta có thể ghi bàn. After that we made two stupid mistakes. Và chúng ta có hai cái mắc sai lầm. And after 3-2, the referee saw a very good opportunity to turn building in the game. Hai lần chúng tôi mắc sai lầm, hai lần thì để tạo được cơ hội cho Bình Định hòa hay không vào ở 3-2, và điều đó đã tạo được điều kiện cho vấn đề về trận đấu tiếp theo.
theo, ví dụ như trọng tài có thể đến thẩm định hay là cái gì đó để mà quay lại trận đấu, muốn quay lại mặt trận đấu quay lại sự thật. And all this stuff with the fans and the throwing the buttons on the field was made for football. Và một cái tình huống xảy ra không đáng có, ví dụ như thế là phản ứng của người hâm mộ cũng như giống như một cái phản ứng không đáng có của trợ lý của đối phương để mất một cái phụ trong trận đấu không đáng có xảy ra. But until 60-65 minutes when we make 3-0, I'm proud of my team, the football that we play. Nhưng mà hôm nay chúng tôi rất vui về cái vấn đề là trong 66 phút thì đó thì đội chúng tôi thi đấu rất tốt khi mà chúng tôi dẫn trước 3 bàn, đó là cái lối chơi của chúng tôi. I don't see any team in Vietnam to play football football like us. Và tôi chưa nhìn thấy một đội nào ở bóng đá hiện tại Việt Nam bây giờ chơi giống phong cách của chúng tôi đang chơi Việt Nam. 3-0 was the smallest possible result for this game until 60 minutes. Và dễ dàng để làm sao ghi được một cái trận đấu mà trong một trận đấu mà ghi được 3 bàn thắng trong vòng 66 phút. If wasn't Van Lam on the goal, he says 3-4 goal, 5-6-0 easy. Bởi vì trong đây là nếu mà khán giả sử và bắt đầu mà không hôm nay mà không đứng ở cầu môn của đội Bình Định ngày hôm nay thì chúng tôi có thể là ghi 5-6 bàn, nhưng mà bạn ấy đã chơi tốt chiều ngày hôm nay và chẳng rất nhiều cái tình huống. But in the same time, this is very good lesson for us. Và ngược lại cũng là một cái vấn đề tốt cho chúng tôi, thật lợi cho chúng tôi. And we need to learn from this. Và đây là một bài học mà chúng tôi cần phải học từ mặt sai lầm chiều ngày hôm nay trong cái trận đấu chiều ngày. Last minute we suffer. Bởi vì là cái phút điểm phút cuối cùng có thể là hạ chúng tôi. Because we lost it. Chúng tôi có những cái mà không có sự minh bạch trong. But anyway, 5-0 chứng minh the most important là chứng minh. Nhưng mà không biết là kết quả như thế nào, hạ không hay là mấy không. Nhưng mà quan trọng với chúng tôi hiện tại bây giờ là 3 điểm chiều ngày này. But it's obvious that every game we play against the referee. Tất cả mọi cái vấn đề trong trận đấu của chúng tôi đều là có một cái sự cần cái sự công bằng, cân bằng. I want to tell them to not worry. We will be not champion. We will not fight for champions. Take it easy. Be calm. We are not contenders for the title. Tôi đã từng trả lời trên phỏng vấn rồi. Đội chúng tôi không thể vô địch được đâu. Chúng tôi không tranh chấp vô địch đâu. Đấy, đây là nếu mà trọng tài mà cứ như thế này, chúng tôi không có chắc chắn vô địch đâu. Let us just enjoy our football and để try to play good football to make the fans happy. Để cho người hâm mộ thưởng thức bóng đá đẹp từ đội của chúng tôi. Because every game is the same story. Bởi vì là tất cả mọi trận đấu nó đều diễn ra, nó lặp đi lặp lại những cái bất công của chúng tôi. Xong, thank you. Cảm ơn quý vị. Bây giờ trong bóng đá thì cái việc xảy ra sai sót của các cầu thủ đó là điều bình thường. Và tôi cảm thấy rất là hài lòng về tinh thần thi đấu của cầu thủ trong những lúc bị giảm điểm. Về hành vi các vận động viên thì họ cũng rất là bức xúc về các cách điều hành của trọng tài chính trận đấu ngày hôm nay, nên họ đã xảy ra đã gây ra những cái hành động như vừa rồi. Cụ thể là cái điều hành trọng tài như thế nào? Tôi không hiểu vì sao là cái cách trừ giờ và cái cách cách phụng trận đấu, tôi nghĩ sao các những quả phạt chúng tôi đang được lợi thế để vùng lên để gỡ hòa thì trọng tài lại thổi. Tôi không hiểu vì sao. Và bù giờ các bạn đã nhìn thấy trên sân rồi, bù giờ 5 phút và các bạn nhìn thấy trên sân là cầu thủ nằm sân bao nhiêu phút, liên tục các cầu thủ nằm sân. Nhưng trong trận đấu khác, tình huống lúc nào trận đấu đang diễn ra trên cảnh tử đồng hồ, lúc đó là phút 88, mới phút 88 là trọng tài đã giờ bạn cũng giờ 5 phút, thì đoàn ta suy nghĩ về vấn đề này. Tôi không lý kiến gì vấn đề này hãy dành cho giám sát trọng tài, tôi nghĩ như vậy, và ban tổ chức, cho tôi không lý kiến gì vấn đề này. Ở trận này thì Văn Lâm có cái sai lầm. Trong bóng đá, sai lầm của các cầu thủ nó là một phần. Trận trước thì xung mạnh cũng đã phạm một cái sai lầm. Tôi nghĩ là cái điều đó chúng tôi chấp nhận đó là điều bình thường trong bóng đá. Nếu chúng ta sai, chúng ta làm lại.
và tránh những sai lầm từ trước đó và làm tốt hơn cho mình đó, tạo sao. Không có thể nói gì về vi phạm của người hâm mộ hôm nay như là trên sân. Bóng đá đối với người hâm mộ Bình Định đó là một cái môn rất là người hâm mộ người ta rất là cuồng nhiệt và mà người hâm mộ đá cỏ rất là cuồng nhiệt bóng đá và họ rất yêu đội bóng quê hương. Trong một trận đấu mà chúng tôi có những cái cơ hội để có thể gỡ hòa thì bị trọng tài thổ những cái pha cắt cùng như thế thì họ phản ứng là điều tất nhiên. Tôi không có ý kiến gì đó là cái nhận định của khán giả. Cảm ơn anh. Chào bạn.